quân thế, những nhà văn, nhà thơ, nhà soạn nhạc, nhà hội họa đã đem thu vào tác phẩm của mình. Thu quyến rũ đến độ một thiên nhân đã nghẹn ngào. Xin mời chị Lệ Thu. Đáp ứng không ra được mà lời tình anh tha thiết quá Thu ơi. Tôi xin kính chào Hoa Thư và tất cả quý vị. Kính thưa quý vị, thấm thoát đã 26 năm mà chúng ta xa mất quê hương. Khi tôi được mời tham dự cái buổi nhạc này đêm nay với một cái chủ đề là còn chút gì để nhớ, Thu đã nghĩ đến chắc là ban tổ chức cũng đã có một cái điều gì đó muốn nhắc nhở, tức là mọi người đều đã già rồi, có những người đã rơi rụng rồi, và bây giờ chúng ta chỉ còn lại những tình người, gia đình, bạn bè, lòng thương yêu. Và kính thưa quý vị, đó là ý nghĩa của cái tên của cái chủ đề của cái buổi giải vũ hôm nay. Và xin mời quý vị thưởng thức bài Còn chút gì để nhớ, nhạc của Phạm Duy và lời của Vũ Quý Điệp. Trời đất tận buồn,
tình vì xuống may mà có em đời còn dễ thương. Em lên cô mà nó vui hồng ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông nên mắt em ướt và tóc em ướt nên em mềm như mây chiều trưa. Về chốn cũ một buổi chiều nào lòng bỗng vương vương. Xin cảm ơn thành phố có em, xin cảm ơn một mái tóc mềm mai xa lắm trên đồn biên giới. Còn một chút gì để nhớ để quên, còn một chút gì để nhớ để sau sự thành công của chuyến du lịch Nhật Bản mùa xuân hoa đào năm 2023, Mi Vân Entertainment xin giới thiệu đến với tất cả quý vị chuyến du lịch Nhật Bản và Đại Hàn vào mùa xuân năm 2024 ngắm hoa anh đào từ ngày 26 tháng 3 đến ngày 6 tháng 4 năm 2024. Nhật Bản và Đại Hàn đẹp nhất là vào hai mùa, mùa xuân và mùa thu. Cho nên chuyến hành trình đến đất nước Nhật Bản đầy thú vị vào mùa xuân để cùng chiêm ngưỡng hoa anh đào, cùng khám phá những địa danh nổi tiếng tại đất nước mặt trời mọc như thủ đô Tokyo, hay ghé thăm Oshinohakai, ngôi làng cổ dưới chân núi Phú Sĩ. Điểm đặc biệt toát lên ở ngôi làng không chỉ bởi phong cảnh thiên nhiên tuyệt vời mà còn là hình ảnh của những ngôi nhà truyền thống hay những phong tục tập quán đặc sắc còn được giữ lại trong làng. Tour lần này, quý khách sẽ được trải nghiệm uống trà đạo, hay sẽ được trải nghiệm mặc kimono yukata ghé thăm phố cổ Chiyon. Cố đô Kyoto hơn 1.100 năm tuổi của Nhật Bản, nổi tiếng với 4 mùa xuân hạ thu đông. Thăm các thắng cảnh nổi tiếng mùa xuân ở Kyoto, thăm chùa vàng Kim Cát Tự hay chùa Bạc. Bên cạnh đó, du khách sẽ được ghé thăm Nagoya, Nara, Kobe, Osaka. Còn khi đến với Đại Hàn, quý khách sẽ được viếng thăm thủ đô Hán Thành, tức Seoul, thăm cung điện hoàng gia Gyeongbuk, được coi là công trình nghệ thuật nổi tiếng và có phong cách và kiến trúc độc đáo đẹp nhất ở Hán Thành. Chúng ta sẽ tham quan đảo Nami xinh đẹp và bình yên với hệ thực vật hơn 200 loại cây khác nhau và thưởng thức nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc Nantaso. Đặc biệt, mỗi vị khách tham dự sẽ được tặng bảo hiểm du lịch và những món quà do Mi Vân Entertainment gửi đến quý vị. Mọi chi tiết xin liên lạc Jimmy 801-916-2745 hoặc anh Khiết 714-261-7888. Mi Vân Entertainment trân trọng kính mời. Mi Vân Entertainment hân hạnh giới thiệu chuyến du thuyền Âu Châu vào mùa xuân năm 2024 đến Hòa Lan, Ý, Hy Lạp, Croatia cùng ca sĩ Mai Thiên Vân và Jimmy, khởi hành từ ngày 10 tháng 4 năm 2024 đến 22 tháng 4 năm 2024. Hành trình khám phá Âu Châu đầy thú vị vào mùa xuân, quý khách có dịp đến Amsterdam, Hòa Lan ngắm hoa tulip và những chi tiết thắng cảnh tại nơi đây. Quý vị sẽ được trải nghiệm những dịch vụ cao cấp trên du thuyền sang trọng của hãng MSC, đến Venice, Brindisi của Ý thơ mộng và lãng mạn, đến xứ sở thần thoại Hy Lạp với Mykonos, Athens cổ kính. Hành trình 12 ngày 11 đêm đến Hòa Lan, Ý Đại Lợi, Hy Lạp, Croatia, quý khách sẽ được Mi Vân Entertainment mua bảo hiểm sức khỏe du lịch. Hướng dẫn viên tiếng Việt kinh nghiệm, nhiệt tình, vui vẻ. Khách sạn tiêu chuẩn 4 sao. Mọi chi tiết ghi danh xin vui lòng liên lạc Jimmy 801-916-2745 hoặc anh Khiết 714-261-7888. Mi Vân Entertainment trân trọng kính mời.